chúng ta sẽ đến buổi học ngày hôm nay thì chúng ta đi tiếp sang cái bài số 7 trong cái hệ thống máy lạnh dân dụng, đó là hệ thống tủ lạnh. Thì cái bài số 7 này cũng là một cái bài hết sức là quan trọng trong cái hệ thống làm lạnh. Bài này chúng ta sẽ đi về phương pháp đối với nạp ga trong hệ thống tủ lạnh. Chúng ta sẽ sang bài số 7. Bài 7 đó là nạp ga từ tủ lạnh. Thì đối với sau mỗi buổi học thì chúng ta đều phải hướng tới một cái mục tiêu của một cái buổi học. Thì cái buổi học ngày hôm nay thì thầy muốn hướng cho các em có thể chúng ta phải nắm được về kiến thức, đó là trình bày được cách hút chân không và các cái phương pháp tạo chân không cho hệ thống tủ lạnh, phân tích được những ưu và nhược điểm của từng cái phương pháp và nêu được đối với cách nạp ga cho tủ lạnh đối với loại ga L134. Về kỹ năng thì chúng ta cần phải chọn và sử dụng được các dụng cụ để tạo chân không, để nạp ga, phân tích được một số những ưu và nhược điểm của các phương pháp tạo chân không rồi đối với nạp ga cho hệ thống tủ lạnh, và phân tích được một số những dạng hư hỏng, một số những dạng hư hỏng thường gặp khi mà chúng ta nạp ga. Về thái độ thì yêu cầu cả lớp chúng ta sẽ thao tác một cách cẩn thận tỉ mỉ để đảm bảo an toàn cho người và các trang thiết bị, tuân thủ theo sự hướng dẫn của thầy. Thì đối với nội dung của buổi học ngày hôm nay thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi về nội dung lý thuyết. Đối với nội dung lý thuyết, thầy sẽ hướng cho các em đó là gì ạ? Đầu tiên là về hút chân không, thế nào là hút chân không. Thứ hai là các cái phương pháp hút chân không hay là phương pháp tạo chân không và một số những cái lưu ý trong cái quá trình tạo chân không. Thứ hai là về nạp ga và chúng ta sẽ đi về phương pháp nạp ga. Đối với nội dung thực hành thì chúng ta sẽ đi về đó là gì ạ? Đi về một là chuẩn bị về các trang thiết bị trong để thực hiện một cái quá trình tạo chân không và nạp ga, chúng ta cần phải chuẩn bị các cái trang thiết bị nào và hướng dẫn thực hiện, thầy sẽ hướng dẫn mẫu cho các em và sau đó là chúng ta sẽ thao tác cho chúng ta làm. Và một số chúng ta đi khắc phục về một số những cái hiện tượng thường gặp sau khi nạp ga. Vậy chúng ta đã biết được là buổi học ngày hôm trước chúng ta đã đi tìm hiểu một cái hệ thống nạp lạnh nhân tạo bằng máy nén hơi, trong đó có tủ lạnh, thì được cấu tạo gồm 4 thiết bị chính. 4 thiết bị này trong đó chính là gì ạ? Đó chính là bờ lốc, dàn nóng, ống bao và dàn lạnh. 4 thiết bị này phải được nối ghép với nhau bằng hệ thống ống nối kín để tuần hoàn với ga. Bên trong hệ thống đó được nạp đủ với ga và máy nén phải hoạt động. Như vậy, bên trong hệ thống đó được nạp đủ với ga, chúng ta đã biết được là các cái hệ thống tủ lạnh trong đó có các dung tích lạnh khác nhau. Vậy lượng ga nạp cho tủ là bao nhiêu? Như thế nào là đủ đối với các cái dung tích khác nhau? Thứ hai là để trong cái quá trình nạp ga sửa chữa không bị hư hỏng trở lại thì trước khi nạp ga chúng ta cần phải tạo chân không. Thì đấy chính là nội dung của bài học ngày hôm nay thầy muốn hướng cho chúng ta. Vậy đầu tiên là chúng ta sẽ đi về, thứ nhất là chúng ta sẽ đi về cái nội dung tạo chân không. Vậy chúng ta đã biết về là trong cái bầu khí quyển của ga, chúng ta thấy là bầu khí quyển xung quanh của chúng ta thì trong đó là chúng ta sống là một aquifer. Trong bầu khí quyển có rất nhiều các loại chất khí, thì đầu tiên là chúng ta thấy là có ba cái mà quan trọng nhất đối với hệ thống làm lạnh và thường xảy ra phản ứng đối với hệ thống làm lạnh. Một là xung quanh ta có áp. Vậy áp suất thì vừa đấy chúng ta thấy là nói với cả lớp là rồi, là đối với mỗi chất lạnh khi sôi ở nơi áp suất cao, nhiệt độ cao, do đó nếu có áp suất mà chúng ta không tạo chân không thì sẽ dẫn tới tình trạng này. Ga sôi ở nơi áp suất cao hơn của aquifer, đến là nhiệt độ cao kém lại, độ lạnh không đạt theo yêu cầu. Trong bầu khí quyển này thường có cái gì? Thường có ẩm. Vậy ẩm thì lúc này chúng ta sẽ thấy là nếu có ẩm ở bên trong hệ thống thì làm hỏng dầu. Dầu sẽ bị axit, nó mất tính chất đặc trưng của dầu, đó là tính chất là bền vững hóa học, tính chất cách điện, tính chất bôi trơn. Lúc này dầu của chúng ta sẽ phản ứng với một số các thành viên khác, do đó sẽ gây ra hư hỏng máy nén. Nếu còn ẩm ở bên trong thì sẽ dẫn tới hỏng dầu, và hỏng dầu sẽ gây ra hiện tượng hư hỏng máy nén. Nếu có bụi bẩn thì sẽ gây ra hiện tượng gì ạ? Bụi bẩn của chúng ta thì lúc này sẽ gây ra hiện tượng là tắc đối với hệ thống, kẹt cơ sát cốt. Như vậy tạo chân không là gì? Thì tạo chân không đây là một cái phương pháp, một cái quá trình là chúng ta cần phải hút hết không khí bên trong hệ thống lạnh ra ngoài để tạo ra một cái môi trường và
và môi trường chúng ta đón nhận sạch, khô, đấy là và có áp suất thấp để cho môi chất lạnh sôi và hạn chế một số những hỏng cho máy đen. Thì đối với phương pháp tạo chân không thì chúng ta sẽ sử dụng hai phương pháp. Một là sử dụng máy hút chân không, hai là sử dụng chính bờ lốc trong hệ thống lạnh đó để chúng ta tạo chân không. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ đi về đối với phương pháp sử dụng máy hút chân không. Vậy máy hút chân không là gì? Thì chúng ta biết được lên máy hút chân không, người ta được gọi là máy bơm chân không. Đây là một máy chuyên dụng đối với thợ điện lạnh, người ta dùng để tạo chân không. Đây là một máy chuyên dụng. Nếu chúng ta không sử dụng máy hút chân không thì các em có thể sử dụng chính động cơ block, nhưng động cơ block này là động cơ ở bên ngoài hệ thống. Thì chúng ta đã biết là đối với lớp này thì có 3 ống. Trong đó một ống đẩy, một ống hút và một ống nạp ga. Thì lúc piston thì ống hút và ống nạp ga thông với khoang của động cơ. Lúc này chúng ta nếu dùng động cơ block để thay làm máy hút thì yêu cầu chúng ta cần phải hàn kín đầu ống nạp ga, đầu ống hút chúng ta phải hàn nối với ống công nghệ và đầu ống đẩy để hở. Và đối với phương pháp này chúng ta có thể sử dụng bộ đồng hồ áp suất bơm là bộ đồng hồ áp suất 2 giây và bộ đồng hồ áp suất 3 giây. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi về đối với phương pháp sử dụng bộ đồng hồ áp suất 2 giây. Thì chúng ta nhìn lên cái hình vẽ, nhìn lên phông chiếu này. Thì thứ nhất là đối với sử dụng bộ đồng hồ áp suất 2 giây hoặc là chúng ta có 2 giây này, chúng ta lấy dây đồng hồ màu xanh của đồng hồ áp suất thấp được nối với đầu nạp ga. Dây trung gian sẽ được nối với ống hút của máy hút chân không. Nối với ống hút của máy hút chân không hoặc là động cơ vào lốc hút. Lúc này thầy sẽ cho cái máy hút chân không để hoạt động. Cho máy hút chân không để hoạt động. Thì đến khi nào thì hệ thống của chúng ta đạt chân không đạt yêu cầu thì lúc này chúng ta sẽ quan sát vào kim đồng hồ áp suất là ô, kim chỉ âm 76cm thủy ngân, âm 76cm thủy ngân cộng với đó điện. Điều kiện thứ hai là ống đẩy của máy hút hoặc bộ lốc hút không có khí đẩy ra thì đây chính là độ chân không đạt yêu cầu. Đây chính là độ chân không đạt yêu cầu. Lúc này chúng ta sẽ khóa van đồng hồ đầu này, chuyển dây đồng hồ nối từ máy hút sang bình chứa ga. Khi đó chúng ta cần phải xì đuổi không khí trong dây bộ đồng hồ áp suất ra ngoài rồi tiến hành nạp ga. Chúng ta cần phải xì đuổi dây đồng hồ. Vậy chúng ta xì đuổi, một là nếu chúng ta đang sử dụng bộ đồng hồ kép này thì các em có thể xì qua HI. Em sẽ mở khóa đồng hồ HI, mở nhích van chai ga để chúng ta xì đuổi. Nếu chúng ta sử dụng bộ đồng hồ đơn thì chúng ta nới lỏng cái dây đồng hồ áp suất ra. Chúng ta nới lỏng cái dây đồng hồ áp suất ra. Thì đấy là đối với phương pháp sử dụng bộ đồng hồ áp suất 2 giây. Bây giờ chúng ta sẽ sang đối với nếu thầy sử dụng bộ đồng hồ áp suất 3 giây. Thì bây giờ mọi người nhìn vào cái sơ đồ trên cái phông chiếu. Đối với 3 giây thì chúng ta thấy là dây đồng hồ áp suất thấp, dây màu xanh được nối với đầu nạp ga, dây trung gian được nối với bình chứa ga và bình chứa ga đang ở cái trạng thái khóa. Dây đồng hồ áp suất cao chúng ta được nối với máy hút chân không. Lúc này cho máy hút hoạt động. Thì cho máy hút hoạt động thì chúng ta sẽ quan sát vào kim đồng hồ là ô đến khi nào kim đồng hồ cũng chỉ về âm 76cm thủy ngân. Đây là một cái áp suất ký quyển. Đây là áp suất chân không của chúng ta nhé. Âm 70 là áp suất ký quyển này. Áp suất âm 76cm thủy ngân hoặc âm 30 inch thủy ngân. Ống đẩy của máy hút chân không không có khí đẩy ra là độ chân không đạt yêu cầu. Lúc này chúng ta khóa van đồng hồ HI lại rồi ngắt nguồn cho máy hút để chúng ta tiến hành nạp ga. Như vậy chúng ta nhìn vào trong hai cái phương pháp này. Vậy bây giờ quay ngược lại, bây giờ thầy hỏi cả lớp đó là gì ạ? Vậy nếu bây giờ trong cái quá trình tạo chân không chúng ta không hết được không khí thì xảy ra tình trạng gì ạ? Không hết được không khí thì đầu vừa đấy chúng ta có nói đến là gì ạ? Còn áp thì ga sôi thì áp suất cao, nhiệt độ cao, kém lạnh. Còn hơi ẩm thì gây ra hiện tượng hỏng dầu. Đó. Nếu còn bụi bẩn gây ra hiện tượng tắc hệ thống. Như vậy làm sao để chúng ta biết được là cái hệ thống chúng ta đang hiệu quả? Thì chúng ta nên nhớ là để cho cái hệ thống chúng ta tạo chân không là đạt độ khô và hiệu quả thì trong cái quá trình tạo chân không, thứ nhất
thời gian tạm không thì càng dài thì càng tốt, càng dài thì càng tốt. Thứ hai, chúng ta hút này thì chúng ta thấy là cả hai phương pháp này chúng ta có hút được nó gì ạ? Hút được ẩm ở trong dầu không ạ? Hút được ẩm ở trong dầu không? Không. Vậy để quá trình đảm bảo là gì ạ? Để cái quá trình đảm bảo là chúng ta tạo chân không là hết được tuyệt đối cả ẩm, thì trong quá trình tạo chân không chúng ta cần phải sấy nóng hệ thống, sấy nóng hệ thống để hơi ẩm ở trong dầu nó bốc hơi lên, sau đó là chúng ta dẹp diện, chúng ta hút, thì lúc đó nó mới đạt được hiệu quả cao nhất. Rồi đối với quá trình tạo chân không thì chúng ta biết được là máy hút chân không thì có hút sẽ có đẩy. Như vậy nếu em chỉ dựa vào đồng hồ áp suất thì không thể đạt được hiệu quả, mà chúng ta còn phải dựa ngoài đồng hồ áp suất, ta còn phải dựa vào ống đẩy của máy hút, đúng không? Hoặc là động cơ của nó hút, bởi vì có hút sẽ có đẩy, có hút sẽ có đẩy, nếu không hút sẽ không đẩy. Như vậy ngoài cái vấn đề là chúng ta dựa vào đồng hồ, ta còn dựa vào ống đẩy của máy hút, nếu trong cái thời gian tạo chân không dài và ống đẩy vẫn còn khí thì chúng ta kết luận hệ thống của chúng ta bị sao? Hở dài rồi mà vẫn còn khí thì có cái hệ thống như hở. Nhưng nếu mà trong cái thời gian quá ngắn mà hết thì bị sao? À, là bị tắc. Thì đấy là những cái lưu ý trong cái quá trình tạo chân không. Đây chính là cái lưu ý trong cái quá trình tạo chân không, thời gian và gì ạ, và kiểm tra làm sao độ chân không của chúng ta đảm bảo. Thì sau khi tạo chân không xong thì chúng ta mới tiến hành cái gì ạ? Nạp ga. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang đối với quá trình nạp ga cho hệ thống tủ lạnh.